tin Patriotic News ngày 27 tháng 6 2019. Khuyến cáo, đây là ngôn ngữ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nên quý vị cân nhắc khi nghe. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, số F5-CT-VKS-P1, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Độc lập Tự do Hạnh phúc, Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 5 2019, cáo trạng: Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh căn cứ các điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng Hình sự căn cứ quyết định khởi tố vụ án hình sự số 6 ngày 20 tháng 7 2018 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và không tố giác tội phạm quy định tại điều 109 và điều 390 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Căn cứ các quyết định khởi tố bị can số 17, 18, 19, 20 ngày 20 tháng 7, 2018 và số 1 ngày 14 tháng 12, 2018 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với Nguyễn Michael Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi, Lê Quốc Phong về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và Huỳnh Đức Thịnh về tội không tố giác tội phạm theo quy định tại điều 109 và điều 390 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017. Căn cứ quyết định tách vụ án hình sự số 1 ngày 5 tháng 3 2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can số 1 ngày 6 tháng 3 2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đối với Lê Quốc Phong. Căn cứ bản kết luận điều tra vụ án số 2/KLDT ngày 6 tháng 3 2019 của Cơ quan An ninh Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau. Do có tư tưởng bất mãn chống lại nhà nước Việt Nam, từ đầu năm 2017, các bị can Lê Quốc Phong tên gọi khác là Rô, Lê Tùng Châu, sử dụng tài khoản Facebook PG, Thu Thập Gia Lê Tùng Châu, Hội An và hộp thư điện tử coro.bích@gmail.com. Huỳnh Đức Thanh Bình sử dụng tài khoản Facebook Huỳnh Đức Thanh Bình và hộp thư điện tử http://147@protonmail.com. Nguyễn Michael Phương Minh tên khác Nguyễn Minh Phương, Phương Minh, quốc tịch Hoa Kỳ, sử dụng tài khoản Facebook Phương Minh Nguyễn và hộp thư điện tử phuongminh@protonmail.com. Trần Long Phi sử dụng tài khoản Facebook Long Phi Trần và hộp thư điện tử pphitrần1998@gmail.com. Huỳnh Đức Thịnh sử dụng tài khoản Facebook Huỳnh Đức Thịnh, Thịnh Huỳnh Đức, cùng các đối tượng Nguyễn Văn Bé 2 sống tại Úc không rõ nhân thân lai lịch sử dụng tài khoản Facebook Hoàng Kỳ Nguyễn, hộp thư điện tử bé2-nguyễn@protonmail.com. Trần Văn Long sinh ngày 2 tháng 5 năm 1958, cha ruột của Trần Long Phi, thường trú tại 77/5 khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, sử dụng tài khoản Facebook Trần Văn Long và hộp thư điện tử longrong49@gmail.com. Thomas Quốc Bảo không rõ nhân thân lai lịch và Lê Mỹ Hạnh sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú thôn Gia Vĩnh, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội, sử dụng tài khoản Facebook Lê Mỹ Hạnh
kết bạn trên mạng xã hội Facebook để liên lạc, trao đổi thông tin về tình hình chính trị xã hội Việt Nam và những quan điểm bất mãn chống lại nhà nước Việt Nam. Khuyến cáo, đây là ngôn ngữ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, nên quý vị cân nhắc khi nghe. Ngày 14 tháng 8 2017 và 9 tháng 3 2018, Nguyễn Michael Phương Minh nhập cảnh về Việt Nam tiếp xúc, tạo quan hệ và tiếp tục trao đổi về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm như việc công ty Formosa xả thải gây ô nhiễm môi trường, việc Trung Quốc lấn chiếm trên Biển Đông, với Huỳnh Đức Thanh Bình, Lê Mỹ Hạnh, Huỳnh Đức Thịnh, Thomas Quốc Bảo, Nguyễn Chí Thanh, bạn Facebook của Phương Minh và Nguyễn Quốc Cường, bạn học của Thanh. Sau đó, Nguyễn Michael Phương Minh được Bình đưa đến giới thiệu với Lê Quốc Phong để cùng làm quen và kết bạn khi cả nhóm tổ chức gặp gỡ nhau tại nhà hàng Phương Nam trên đường Trương Công Định, quận Tân Bình. Ngày 11 tháng 3 2018, Lê Quốc Phong tập hợp các bị can Huỳnh Đức Thanh Bình, Nguyễn Michael Phương Minh, Phương Minh đi cùng vợ là Nguyễn Hiếu Helen và Lê Mỹ Hạnh đến nhà đối tượng tên Quyết ở khu vực Chợ Cầu, quận 12 để gặp và làm quen với các đối tượng tên Tân, tức anh hai, Sáu Quyết, không rõ lai lịch là bạn của Lê Quốc Phong, và thông báo về việc Phong sẽ thành lập nhóm SAU. Phương Minh hiểu SAU là viết tắt của cụm từ Special Action Unit, nghĩa là nhóm hành động đặc biệt, để thực hiện các hoạt động có vũ trang, bạo lực chống trả lực lượng chức năng khi tham gia biểu tình, tiến tới bạo loạn lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, thành lập nhà nước khác thay thế và cần được sự giúp đỡ, sự hỗ trợ tài chính để cho nhóm hoạt động. Nguyễn Michael Phương Minh đã hứa ủng hộ và tài trợ tiền cho Phong thực hiện việc thành lập nhóm SAU và tổ chức các hoạt động chống phá nhà nước nhưng chưa bàn bạc thống nhất cụ thể. Do đó, qua Facebook, Phương Minh, Phong và Bình thống nhất hẹn gặp nhau tại chỗ của Huỳnh Đức Thịnh tại Đồng Nai vào ngày 19 tháng 3 2018 để tiếp tục bàn về việc này. Ngày 13 tháng 3 2018, qua sự móc nối của Bình, Phương Minh cùng vợ xuất cảnh sang Thái Lan gặp gỡ và được Trần Long Phi, Trần Văn Long đón về ở tại nhà của Long, đồng thời đưa đi tham quan các địa điểm du lịch tại thành phố Bangkok, Thái Lan. Ngày 17 tháng 3 2018, Phương Minh nhập cảnh về Việt Nam rồi cùng Huỳnh Đức Thanh Bình gặp Nguyễn An và đối tượng tên Hoàng không rõ lai lịch do Phương Minh quen biết qua mạng xã hội tại một quán ăn trên đường Bến Vân Đồn, quận 4 để tạo quan hệ, trao đổi về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam. Như đã hẹn, ngày 19 tháng 3 2018, Phương Minh cùng Bình và Phong đến nơi ở của Huỳnh Đức Thịnh tại Đồng Nai. Việc thành lập nhóm hành động SAU, tuy nhiên khi gặp nhau ở nhà Thịnh, Phong không nhắc gì về việc này. Ngày 20 tháng 3 2018, Phương Minh xuất cảnh về Mỹ và tiếp tục liên lạc với Phong, Bình và Thịnh qua mạng xã hội Facebook, ứng dụng liên lạc WhatsApp và hộp thư điện tử Rotomail để tiếp tục trao đổi, bàn bạc, chuẩn bị lực lượng phương tiện cũng như thống nhất quan điểm, phương thức hoạt động và cách thức thực hiện việc thành lập tổ chức hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam ngày 13 và ngày 19 tháng 5 2018. Qua hộp thư điện tử Rotomail, Lê Quốc Phong gửi cho Huỳnh Đức Thanh Bình và Nguyễn Văn Bé Hai hai thư điện tử có chủ đề SAU in 2016 Gmail với nội dung là tài liệu có tựa đề Tổ quốc là trên hết, do Phong viết vào ngày 17 tháng 6 2016, thể hiện cách thức tổ chức, thực hiện các hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam và mục đích thành lập nhóm SAU. Secret Assassination Unit, tức nhóm ám sát bí mật, là để tạo lực lượng hậu thuẫn cho các hoạt động kích động biểu tình, đình công, sử dụng vũ khí tấn công cơ quan lực lượng chức năng, từng bước thực hiện âm mưu thành lập chế độ Đệ Tam Cộng Hòa, và Action Project, tức kế hoạch hành động 1, do Lê Quốc Phong soạn thảo, thể hiện kế hoạch tổ chức sản xuất
kinh doanh rau sạch để tạo nguồn kinh phí tài chính kinh tài, phục vụ cho việc thực hiện các hoạt động kích động người dân biểu tình phản đối việc đền bù, giải tỏa đất ở Thủ Thiêm, việc xây dựng trạm BOT ở Tiền Giang gây mất an ninh trật tự trong 2 ngày 17 và 20 tháng 5 thông qua dịch vụ chuyển tiền quốc tế Western Union. Nguyễn Văn Bé Hai đã hai lần gửi cho Huỳnh Đức Thanh Bình tổng số tiền là 300 đô la Úc, tương đương 5.009.000 đồng, để Phong và Bình thăm bệnh đối tượng tên Tân, bác Hai, không rõ lai lịch, bạn của bé Hai và Phong. Nhưng Tân không nhận nên Phong đã yêu cầu Bình cất giữ số tiền này. Ngày 31 tháng 5 2018, Trần Văn Long và Trần Long Phi từ Thái Lan nhập cảnh về Việt Nam rồi đến ở nhà Huỳnh Đức Thịnh để bàn về việc mua bán cây giống. Ngày 4 tháng 6 2018, Bình đưa Lê Quốc Phong đến gặp Thịnh để trao đổi kỹ thuật rau trồng thủy canh và cũng để gặp mặt làm quen với Long và Phi. Tuy nhiên, do Thịnh bận buôn bán nên Phong chỉ trao đổi với Long về kỹ thuật trồng rau thủy canh và Bình thì cho Phi một điện thoại hiệu Samsung để sử dụng. Ngoài ra, trong lúc trao đổi với Long, Phi và Bình về tình hình chính trị xã hội ở Việt Nam, Phong còn thể hiện sự bức xúc của chính quyền nhà nước Việt Nam trong việc chuẩn bị ban hành các dự luật đặc khu kinh tế, luật an ninh mạng và thông báo sẽ có cuộc biểu tình tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6 2018 để phản đối hai dự án luật trên. Lúc này do bất đồng với Phong và Thịnh đã bỏ đi chỗ khác. Cùng ngày hôm đó, Lê Quốc Phong đã soạn thảo và gửi cho Phương Minh ba thư điện tử có chủ đề Rosein 01 với nội dung thể hiện mục đích hoạt động của Phong là nhằm lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, lật đổ nhà nước Việt Nam, và Phong sẽ đại diện nhóm SAU hoặc cá nhân Phương Minh sẽ công khai thừa nhận việc đã tổ chức thực hiện các hoạt động chống lại nhà nước Việt Nam. Email 02 có nội dung Phong trao đổi với Phương Minh về hai hoạt động. Như trong thư điện tử, chủ đề kế hoạch hành động 1 mà Phong đã gửi cho Bình và việc cần chuẩn bị lập kế hoạch liên hoàn để tổ chức thực hiện các hoạt động chống phá, bạo loạn một cách liên tục khi có thời cơ thích hợp nhằm gây hiệu ứng lan rộng để nhanh chóng đạt được mục đích lật đổ nhà nước Việt Nam, và email 03 About WhatsApp Chat App có nội dung thể hiện việc các đối tượng thống nhất phương thức liên lạc qua ứng dụng WhatsApp để đảm bảo bí mật. Ngày 5 tháng 6 2018, Phương Minh và Phong đã trao đổi trực tiếp ứng dụng điện thoại trên Facebook, WhatsApp để thống nhất quan điểm, cách thức hoạt động mà Phong đưa ra, đồng thời góp ý bổ sung cho nội dung kế hoạch và các tài liệu thể hiện quan điểm, cách thức tổ chức hoạt động của Phong. Phương Minh hứa tham gia, tài trợ và góp tiền để Phong thực hiện các hoạt động chống phá. Ngoài ra, Phương Minh đã gửi cho Phong thư điện tử có chủ đề Re-email 02 với nội dung góp ý về các vấn đề mà Phong cần biết để chuẩn bị thực hiện việc thành lập nhóm SAU. Ngày 6 tháng 6 2018, Phong gửi thư có chủ đề email 04 với nội dung nhắc Phương Minh thực hiện lời hứa tài trợ tiền cho Phong và cho biết trong lúc chờ Phương Minh gửi tiền về thì Phong sẽ tổ chức bàn bạc với Huỳnh Đức Thanh Bình và một số đối tượng khác về các hoạt động đã thống nhất trước đó. Tiếp theo đó, ngày 7 tháng 6 2018, Phong đã gửi cho Phương Minh, bé Hai và Bình năm thư điện tử có chủ đề email 05 Yesterday Meeting Session Report, email 06, 07, email 08, email 09. Nội dung thể hiện các hoạt động cụ thể như kích động bạo lực, gây bạo loạn trong các cuộc biểu tình để chống lại chính quyền và phô trương gây tiếng vang cho nhóm, tạo lập các trang thông tin có tên gọi Quốc nội cuộc khởi trên mạng xã hội Facebook, các trang web, YouTube, blog rồi trao cho Bình, Phi và Nguyễn Văn Bé Hai, tức anh Tám, quản lý để đăng tải bài viết, hình ảnh, tuyên truyền các hoạt động chống phá mà nhóm đã thực hiện nhằm gây tiếng vang, công khai tổ chức nhóm, việc chuẩn bị mua sắm vũ khí, công cụ, phương tiện, súng ngắn P-38, lựu đạn, súng bắn điện, xe gắn máy không rõ nguồn gốc, để tổ chức thực hiện các việc kích động bạo loạn với kinh phí từ 2.500 đến 3.000 USD và một số nghi lễ. Tối cùng ngày, qua tin nhắn trên ứng dụng Telegram, Phong gửi cho bé Hai và Bình xem để góp ý việc soạn thảo bản
tuyên ngôn của quốc nội cuộc khởi. Sau đó, bé hai đã đề nghị Phong không nên sử dụng tiếng Anh trong bản tuyên ngôn này. Sáng ngày 8 tháng 6, 2018, Phong hẹn gặp Bình, Phi, Long, Quyết và Sáu tại quán cà phê gần cầu Thị Nghè, quận Bình Thạnh để bàn bạc việc tham gia biểu tình ngày 10 tháng 6, 2018. Tại đây, Bình đã góp ý đề nghị Phong rút ngắn nhận định trong nội dung bản tuyên ngôn của quốc nội cuộc khởi và viết rõ chữ Hà Nội thành Hà Nội. Đồng thời, cả hai còn thống nhất về việc Bình nhận số tiền 2.000 đô do Phương Minh gửi về rồi giao lại cho Phong. Sau đó, Phong đã gửi cho Phương Minh, bé hai và Bình hai thư điện tử có chủ đề email 10, tuyên ngôn, email 11, tuyên ngôn repeat and resend với nội dung là bản tuyên ngôn của quốc nội cuộc khởi đã được chỉnh sửa, góp ý của Bình, bé hai và ý nghĩa tên gọi quốc nội cuộc khởi, Phương Minh, Bình đều đã xem nội dung bản tuyên ngôn của quốc nội cuộc khởi và không có ý kiến gì. Ngoài ra, Phong, Phương Minh và Bình còn trao đổi qua các thư điện tử có chủ đề RE, ngôn từ công việc, và thống nhất quy định các từ ngữ thay thế che giấu bản chất hoạt động bạo loạn. Bàn bạc thực hiện kế hoạch chống phá, đến tối cùng ngày, sau khi Bình nhận được 2.000 đô do Phương Minh gửi, Phong đã gửi cho Phương Minh, Bình, bé hai thư điện tử một chút báo cáo tài chính May 2018 để thông báo việc Phong đã nhận 2.000 USD do Phương Minh gửi về cùng các khoản thu chi của nhóm trong tháng 5 2018 và việc Phong đã phân công Long khảo sát giá mua vũ khí tại Thái Lan, còn Bình, Phi phụ trách việc chuyển tiền cho Long để mua vũ khí mang về Việt Nam. Sáng ngày 9 tháng 6, 2018, Bình đã giao cho Phong số tiền 2.000 đô trên đường Bầu Cát, quận Tân Bình. Chiều cùng ngày, Phong tiếp tục tụ tập cùng Bình, Long, Phi, Sáu và Thomas Quốc Bảo tại quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp để bàn bạc. Phân công Phi, Bình đi quay phim, chụp ảnh diễn biến cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6, 2018 tại thành phố Hồ Chí Minh để Phong truyền lên mạng Facebook. Ngoài ra, Phong còn tuyên truyền cho Long, Phi các nội dung của bản tuyên ngôn của quốc nội cuộc khởi với mục đích lôi kéo Long, Phi tham gia kế hoạch chống phá nhà nước, thành lập tổ chức hoạt động lật đổ nhà nước Việt Nam và đề nghị Long, Phi sang Thái Lan tìm hiểu mua vũ khí mang về Việt Nam. Mặc dù không xác nhận, nhưng Long, Phi đều đồng ý với đề nghị của Phong. Sáng ngày 10 tháng 6, 2018, Bình chờ Phi đến khu vực nhà thờ Đức Bà và các tuyến đường xung quanh khu vực quận nhất để Phi sử dụng điện thoại iPhone của Phi quay lại diễn biến cuộc biểu tình theo yêu cầu của Phong. Đến chiều cùng ngày, cả nhóm gặp nhau tại quán cà phê trên đường Bầu Cát, quận nhất Tân Bình để trao đổi thông tin cho nhau về diễn biến và kết quả cuộc biểu tình. Tại đây, theo yêu cầu của Phong, Bình đã giao lại cho Phong 4 triệu do bé hai gửi về. Bình đã tiêu xài hết 1 triệu để mua thức ăn, nước uống cho Phong, Long, Phi khi cả nhóm gặp nhau tại nhà Thịnh vào ngày 4 tháng 6, 2018 và được Phong cho 500.000 đồng Việt Nam để tiêu xài. Ngày 11 tháng 6, 2018, Bình chở Phi đến Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an để Phi làm thủ tục xin cấp lại hộ chiếu chuẩn bị cho việc đi Thái Lan mua sắm vũ khí, phương tiện. Ngày 12 tháng 6, 2018, Phong cùng Bình, Long, Phi gặp nhau tại một quán cà phê trên đường Bầu Cát 1, quận Tân Bình. Phong tiếp tục phân công Long, Phi thực hiện việc đi Thái Lan để tìm mua vũ khí mang về Việt Nam. Nhưng Long cho rằng tìm mua vũ khí mang về Việt Nam sẽ nguy hiểm và cần rất nhiều tiền, thì Phong khẳng định Phong sẽ chi tiền để Long thực hiện việc này. Ngày 14 tháng 6, 2018, Phong gửi cho Phương Minh, Bình, bé hai và Trần Long Phi thư điện tử chủ đề báo cáo về tình hình biểu tình June 10, 2018 với nội dung mô tả diễn biến cuộc biểu tình xảy ra tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 10 tháng 6, 2018 và kêu gọi tài trợ khoảng 4.000 đô la. Sắm các thiết bị, phương tiện Flycam, Actioncam, máy vi tính sách tay, máy ghi âm phục vụ cho việc tuyên truyền các hoạt động của nhóm. Phong đã gọi điện qua tài khoản Facebook để trao đổi với Phương Minh về việc Phong
sẽ sử dụng số tiền 2.000 đô do Phương Minh gửi về để mua một máy quay phim với giá 7-8 triệu đồng. Nhưng Phương Minh không đồng ý vì chưa cần thiết, thì Phong sẽ nói sẽ sử dụng tiền của Phong để thực hiện việc này. Phương Minh đã gửi cho Phong, bé hai và Bình thư điện tử chủ đề rì bản thảo HD. Nội dung là tài liệu có tựa đề sơ khảo cụ thể cho HD, tức sơ khảo cụ thể cho hành động, thể hiện các vấn đề cần phải chuẩn bị cho việc tổ chức biểu tình gây bạo loạn. Phong đã trả lời là sẽ xem và góp ý cho Phương Minh. Tiếp đến ngày 15 tháng 6 2018, Phong đã gửi thư cho Bình, bé hai, Phương Minh Phi, Long, longrong49a@gmail.com và hai đối tượng Phạm Văn Thành và Lê Văn Viễn đều không rõ nhân thân lai lịch, sử dụng tài khoản phạmtrân0000a@gmail.com và viênvănlê1984a@gmail.com có chủ đề khẩn thiết suy nghĩ với nội dung xuyên tạc chính quyền nhà nước Việt Nam hiện thời là một rỗng, yếu kém và sẽ kêu gọi biểu tình chống chính quyền, uy hiếp chiếm trụ sở các cơ quan nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rồi từng bước thực hiện việc lật đổ chế độ. Sau khi xem xong, Bình gửi cho Phong thư điện tử chủ đề rì khẩn thiết suy nghĩ, nội dung thể hiện việc Bình nghi ngờ các cơ sở để Phong đưa ra nhận định trên, nhưng Bình vẫn khẳng định sẽ cùng Phong thực hiện. Từ ngày 17 tháng 6 2018 đến 21 tháng 6 2018, Lê Quốc Phong lần lượt gửi cho Phương Minh 5 thư điện tử có chủ đề ý thứ 3 bóc thuốc Demonstration cho DTG Bút Đàm June 21-2018 để cùng nhau bàn bạc góp ý cho kế hoạch kích động tụ tập đông người để biểu tình bạo loạn theo Demonstration Merged with Traffic Jam Project DTG1. Kế hoạch biểu tình kết hợp kẹt xe do Phương lập ra, Phương Minh đã xem nội dung các thư điện tử này rồi liên lạc qua Facebook, WhatsApp để trao đổi trực tiếp và đề nghị Phong nên đặt tên ngắn gọn, dễ hiểu là TE01. Ngày 20 tháng 6 2018, Phương Minh đã soạn thảo và gửi cho Phong thư điện tử có chủ đề RI khai triển SAU với nội dung là tài liệu có tựa đề khai triển dự án hoạch định HD. SAU tức khai triển dự án hoạch định hoạt động SAU thể hiện các vấn đề chuẩn bị để tổ chức thực hiện các hoạt động bạo loạn để Phong tham khảo và hoàn chỉnh kế hoạch TDG01 mà Phong đưa ra. Do chưa thống nhất được việc mua sắm công cụ, phương tiện, vũ khí cũng như việc móc nối lôi kéo lực lượng tham gia thực hiện kế hoạch DTG01 với Lê Quốc Phong nên ngày 28 tháng 6 2018, Phương Minh nhập cảnh về Việt Nam và thống nhất với Bình, Thomas Quốc Bảo sẽ tụ tập tại nhà của Huỳnh Đức Thịnh ở xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai để tiếp tục bàn và thống nhất việc tổ chức thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho kế hoạch chống phá nhà nước như đã đề ra. Sáng ngày 30 tháng 6 2018, Phương Minh gặp Phong tại quán cà phê trên đường Dương Quảng Hàm, quận Gò Vấp để bàn bạc, phân chia công việc tổ chức thực hiện kế hoạch DTG01. Cụ thể, Phương Minh sẽ móc nối, lôi kéo 100 đối tượng tham gia thực hiện kế hoạch và tiếp tục tài trợ tiền để Phong tổ chức thực hiện. Còn Phong sẽ tổ chức mua sắm vũ khí, phương tiện, công cụ để thực hiện kế hoạch. Lê Quốc Phong tiếp tục đề nghị mua các thiết bị phương tiện Flycam, Actioncam, laptop, thiết bị ghi âm phục vụ việc tuyên truyền, nhưng Phương Minh không đồng ý và yêu cầu Phong sử dụng số tiền 2.000 đô để mua sắm vũ khí, công cụ chuẩn bị cho việc tổ chức thực hiện kế hoạch DTG01. Ngoài ra, Phương Minh cũng chưa đồng ý việc lôi kéo đủ 100 đối tượng tham gia theo yêu cầu của Phong vì cho rằng việc lôi kéo đông người là khó thực hiện vì dễ bị cơ quan công an phát hiện lộ kế hoạch. Do đó, cả hai không tiếp tục bàn bạc về việc lôi kéo đủ 100 người tham gia kế hoạch. Tối ngày 30 tháng 6 2018, Phương Minh đến chỗ ở của Huỳnh Đức Thanh Bình tại Đồng Nai gặp Long Phi Bình Thomas Quốc Bảo. Tại đây, khi cả nhóm cùng bàn luận, trao đổi về cuộc biểu tình xảy ra tại Bình Thuận ngày 10 tháng 6 2018, thì Phương Minh đã phổ biến cho nhóm các nội dung tài liệu khai triển dự án hoạch định HD, SAU và nêu các cách thức hoạt động khi tham gia biểu tình để yêu cầu các bị can từng bước chuẩn bị công cụ phương tiện cũng như các điều kiện cần cho việc thực hiện kế hoạch
DTG01 sau này. Cụ thể, Phương Minh yêu cầu Bình, Phi, Bảo chuẩn bị công cụ phương tiện là bom xăng, ná bắn đá để uy hiếp, chống trả, giải vây cho người tham gia biểu tình bị bắt tại đồn công an, làm truyền đơn tuyên truyền lôi kéo nhiều người tham gia và liên kết lực lượng biểu tình, chuẩn bị nơi lẩn trốn và lương thực, gạo, nước mắm, nước uống để sử dụng trong thời gian dài, đồng thời đề nghị Thịnh giúp đỡ chuẩn bị nơi lẩn trốn là các chòi canh trong vườn nơi Thịnh. Nhưng Thịnh từ chối vì Thịnh cho rằng đây không phải là nhà của Thịnh và thường xuyên có người ra vào. Nếu có người lạ đến, rất dễ bị phát hiện. Bên cạnh đó, Phương Minh còn nhắc lại việc giao cho Long, Phi đi Thái Lan khảo sát mua vũ khí mang về Việt Nam. Nhưng Long cho là khó thực hiện, tốn nhiều tiền vì tình hình căng thẳng do các hoạt động biểu tình vừa xảy ra và Long chưa thực hiện việc này bao giờ. Phương Minh yêu cầu Long tính toán, tìm thông tin giá tiền rồi báo cho Phương Minh biết để cùng thực hiện, thì Long đồng ý. Ngoài ra, để thực hiện việc lôi kéo các đối tượng bất mãn tham gia nhằm chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động biểu tình, từng bước thực hiện kế hoạch DTG01, Phương Minh đã thống nhất với Bình và Bảo rồi rủ Phi cùng đi các tỉnh miền Trung gặp gỡ lôi kéo Lê Mỹ Hạnh và Nguyễn Quốc Cường. Sáng sớm ngày 1 tháng 7 2018, Phương Minh cùng Bình, Phi, Bảo về thành phố Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Bình, Phi thống nhất là Bình sẽ thay Long đi Thái Lan mua vũ khí vì việc này rất nguy hiểm và Long đã lớn tuổi. Khoảng 10 giờ ngày 1 tháng 7 2018, Phương Minh hẹn Bảo, Bình và Phi đến quán cà phê trên đường Nguyễn Trọng Tuyển, quận Phú Nhuận để gặp Nguyễn An, để Nguyễn Phương Minh tặng cho An chiếc điện thoại iPhone 5 do Phương Minh mang từ Mỹ về, đồng thời lôi kéo An tham gia thực hiện kế hoạch DTG01. Do Bình và Phi đến sau nên cuộc gặp chỉ có Phương Minh, Thomas Quốc Bảo, Nguyễn An, Hoàng và Giang không rõ lai lịch đi cùng An và Hoàng. Tuy nhiên, ngay sau khi chào hỏi và nhận được điện thoại do Phương Minh tặng thì An lấy lý do có việc bận và ra về, còn Hoàng, Giang ở lại, nên Phương Minh không thực hiện được việc lôi kéo An như đã định và cũng không lôi kéo được hai đối tượng này tham gia hoạt động. Sáng ngày 3 tháng 7 2018, Phương Minh cùng Bình, Phi, Bảo đến thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để lôi kéo Nguyễn Quốc Cường tham gia thực hiện kế hoạch DTG01 và sau đó tiếp tục đến thành phố Huế lôi kéo Lê Mỹ Hạnh. Nhưng chỉ có Cường đồng ý tham gia thực hiện nội dung. Nếu các biểu tình xảy ra, điện tử, còn Hạnh thì chưa trả lời. Chiều ngày 5 tháng 7 2018, cả nhóm tiếp tục như Facebook, đi ra Đà Nẵng website để thăm Protomail của đội thị Kim Ngân, sinh ngày Phương Minh 29 tháng 4 năm 1976, ngụ tại tổ 21, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Phương Minh quen khi đi du lịch tại Đà Nẵng năm 2014. Đến ngày 7 tháng 7 2018, Phương Minh cùng Bình, Phi, Bảo về lại thành phố Hồ Chí Minh thì bị công an thành phố Hồ Chí Minh mời làm việc. Vì phạm tội của mình như đã nêu trên, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh tiến hành ghi lời khai đối tượng Trương Thị Kim Hoa, bạn gái của Bình, Nguyễn Thị Huệ, mẹ ruột của Bình, Lê Quốc Tiến, em trai của Lê Quốc Phong, Lê Quốc Thiết, con trai của Lê Quốc Phong, Trần Văn Dũng, em ruột của Trần Văn Long, Nguyễn Thị Kim Ngân, em vợ Trần Văn Long, và xác định những người này không biết, không tham gia tổ chức quốc nội quật khởi, không tham gia biểu tình chống phá đảng và nhà nước Việt Nam và cũng không xác định được hiện nay Lê Quốc Phong và Trần Văn Long hiện đang ở đâu, làm gì, nên không có cơ sở xử lý. Vật chứng vụ án được liệt kê tại phiếu nhập kho vật chứng số 03 ngày 5 tháng 3 2019 của cơ quan an ninh điều tra PA09 phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp PC10 công an thành phố Hồ Chí Minh bút lụt 32, gồm thu giữ của Nguyễn Michael Phương Minh 2 điện thoại di động,
hiệu Samsung màu đen, kèm theo một thẻ SIM điện thoại và một thẻ nhớ hiệu SanDisk 32GB và một hiệu iPhone màu xám, kèm theo một thẻ SIM điện thoại, một máy tính xách tay hiệu Dell màu đen, hai quyển sách, một tên bánh mì Ai Cập cá Việt Nam khát vọng con người của Trần Trung Đạo và tên từ điển Hán Việt thành ngữ cổ sự của bác sĩ Hoàng Đức Chinh, một hộ chiếu Hoa Kỳ số 513568473 cấp ngày 5 tháng 2 2014, tên Nguyễn Michael Phương Minh, đã bàn giao cho Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh. Thu giữ của Huỳnh Đức Thanh Bình một máy tính xách tay màu xám hiệu Dell, hai điện thoại di động một màu vàng hiệu Samsung, kèm theo hai thẻ SIM điện thoại và một thẻ nhớ hiệu Toshiba và một màu trắng hiệu Samsung, một ổ cứng di động màu vàng hiệu WD, một ổ cứng máy vi tính, một quyển sách tên Chính luận Trần Trung Đạo, Hiểm họa Trung Cộng, Hiện trạng Việt Nam bàn về tẩy não, nhà xuất bản Cổ Loa, một sổ tay, hai thẻ nhựa, một thẻ màu xanh dương có in dòng chữ Sacombank và một thẻ màu xanh lá có in dòng chữ Sacombank Visa, tên Huỳnh D. Thanh Bình và một thùng CPU, máy vi tính màu đen. Thu giữ của Trần Long Phi, hai điện thoại di động, một iPhone màu trắng kèm theo một thẻ SIM điện thoại và một hiệu Samsung màu đen kèm theo một thẻ SIM điện thoại, một máy tính bảng hiệu iPad màu trắng bạc, hai thẻ ngân hàng Sacombank tên chủ khoản Nguyễn Nữ Quỳnh Trâm và tên chủ tài khoản Trương Thị Kim Hoa, một thẻ ngân hàng tại Thái Lan và một đĩa DVD Marcel màu vàng là video clip do Trần Long Phi, Huỳnh Đức Thanh Bình quay lại cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 2018. Thu giữ của Huỳnh Đức Thịnh, một máy điện thoại di động hiệu Samsung màu vàng kèm theo hai thẻ SIM điện thoại và một thẻ nhớ hiệu Toshiba 16GB màu đen, một máy tính bảng hiệu Samsung màu vàng kèm theo một thẻ nhớ hiệu Toshiba Xperia 16GB màu trắng và ba thẻ nhớ hiệu Kingston 32GB màu đen, một hiệu Toshiba Xperia 16GB màu trắng đỏ và một hiệu Toshiba màu trắng đỏ, hai USB hiệu Kingston 8GB, một màu trắng đỏ và một màu đen đỏ, hai thẻ SIM điện thoại, một Viettel, một Vinaphone, hai bộ quân phục lính màu xanh rằn ri, ba giấy ra trại của ông Huỳnh Đức Thịnh. Và chứng cứ nêu trên, kết luận đây là vụ án hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân và không tố giác tội phạm do Lê Quốc Phong, Nguyễn Michael Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi và Huỳnh Đức Thịnh thực hiện. Do có tư tưởng bất mãn chống lại nhà nước Việt Nam nên Lê Quốc Phong, Nguyễn Michael Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi đã cấu kết cùng nhau thành lập tham gia tổ chức Quốc Nội Cuộc Khởi để trao đổi, bàn bạc phân công nhiệm vụ cho các thành viên tổ chức tuyên truyền, tài trợ lập kế hoạch mua vũ khí và lôi kéo người khác tham gia biểu tình, chiếm trụ sở chính quyền tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, gây bạo loạn tiến tới nhằm lật đổ chính quyền nhà nước Việt Nam, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Để phục vụ cho ý đồ trên, Lê Quốc Phong đã lập nhóm SAU Hành động đặc biệt, em sát bí mật, soạn thảo các tài liệu Tổ quốc là trên hết, kế hoạch Action Project, kế hoạch biểu tình kết hợp với kẹt xe và bản tuyên ngôn của Quốc Nội Cuộc Khởi, lấy ý kiến đóng góp của Nguyễn Michael Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình và Trần Long Phi để hoàn chỉnh thực hiện. Phong thay mặt nhóm nhận tiền từ Nguyễn Michael Phương Minh 2.000 đô và 300 đô la Úc từ Nguyễn Văn Bé Hai để làm kinh phí và mua vũ khí cho tổ chức hoạt động. Vào tối ngày 30 tháng 6 2018, Nguyễn Michael Phương Minh cùng Trần Văn Long, Trần Long Phi và Huỳnh Đức Thanh Bình
gặp nhau tại nhà của Huỳnh Đức Thịnh ở Đồng Nai để bàn bạc, phân công bình phi long chuẩn bị bom xăng, ná bắn đá để tấn công lực lượng công an và trụ sở cơ quan nhà nước, chuẩn bị truyền đơn, tuyên truyền kêu gọi nhiều người tham gia và đe dọa gây nổ tại các phường trên địa bàn thành phố để gây hoang mang cho người dân. Khi biểu tình bị trấn áp thì dùng súng để chống trả lực lượng chức năng. Long và Phi có trách nhiệm tìm hiểu, gửi mua vũ khí tại Thái Lan rồi báo cho Phương Minh để thực hiện, chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết để sử dụng trong thời gian lẩn trốn. Đồng thời, Phương Minh còn đề nghị Huỳnh Đức Thịnh cho mượn chỗ ở để làm nơi cho cả nhóm lẩn trốn khi bị công an phát hiện, truy bắt, nhưng không được Thịnh đồng ý. Ngoài ra, Thịnh cũng không đồng ý việc Phương Minh cùng Bình Phi Long chuẩn bị biểu tình sử dụng vũ khí, chất nổ chống trả lực lượng chức năng nhằm kích động người dân chống lại nhà nước, nhưng Thịnh không thể hiện cho Bình, Phương Minh và các đối tượng khác biết. Mặc dù Thịnh biết rõ việc Bình, Phương Minh và các đối tượng khác đang bàn bạc chuẩn bị thực hiện kế hoạch chống phá nhà nước Việt Nam là vi phạm pháp luật, nhưng Thịnh đã không đi tố giác với cơ quan chức năng vì sợ con trai là Huỳnh Đức Thanh Bình sẽ bị bắt. Đối với Lê Quốc Phong, hiện nay đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định truy nã, quyết định tách vụ án, khi nào bắt được sẽ xử lý sau. Đối với các đối tượng Nguyễn Văn Bé Hai hiện đang ở Úc, Thomas Quốc Bảo, Trần Văn Long, Nguyễn Quốc Cường, Lê Mỹ Hạnh, Lê Văn Viễn, Phạm Văn Thành, Nguyễn An, Hoàng Giang, Tân Sáu, Quyết, Hà Thị Ngọc Anh, cơ quan an ninh điều tra thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau. Hành vi của các bị can là đặc biệt nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến sự tồn tại vững mạnh của chính quyền nhân dân và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cần phải xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với các bị can và răn đe phòng ngừa chung. Như vậy, có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau. 1. Họ và tên: Nguyễn Michael Phương Minh, giới tính nam, tên gọi khác Nguyễn Minh Phương, Phương Minh, sinh ngày 14 tháng 9 năm 1964 tại Việt Nam, quốc tịch Hoa Kỳ, tôn giáo Thiên Chúa, trình độ học vấn đại học, nghề nghiệp kinh doanh, hộ chiếu số 513-568-473, cấp ngày 5 tháng 2 2014, nơi cấp Hoa Kỳ, nơi cư trú 19017 Airlines Orange, California, Hoa Kỳ. Con ông Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1934, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện sống tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Con bà Lê Thị Diệt, sinh năm 1934, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện sống tại Riverside, California, Hoa Kỳ. Vợ Nguyễn Hiếu Helen, Nguyễn Thị Bảo Hiếu, sinh năm 1973, quốc tịch Hoa Kỳ, hiện sống tại 19017 Airland, Orange, California, Hoa Kỳ. Có 4 người con: lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2010, hiện sống tại Hoa Kỳ, tiền án tiền sự không, tạm giam từ ngày 14 tháng 7 2018. 2. Họ và tên: Huỳnh Đức Thanh Bình, giới tính nam, tên gọi khác không, sinh ngày 14 tháng 7 1996 tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Phật giáo, trình độ học vấn 12/12, nghề nghiệp không, nơi cư trú 480/74 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Con ông Huỳnh Đức Thịnh, sinh năm 1952, bị can cùng vụ án. Con bà Nguyễn Thị Huệ, sinh năm 1962, hiện cư trú tại 480/74 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, tiền án tiền sự không, tạm giam từ ngày 14 tháng 7 2018. 3. Họ và tên: Trần Long Phi, giới tính nam, tên gọi khác không, sinh ngày 5 tháng 3 năm 1998 tại Đồng Nai, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Thiên Chúa, trình độ học vấn 9/12, nghề nghiệp nhân viên rửa xe, nơi cư trú đăng ký hộ khẩu thường trú tại 77/5 khu phố 9, phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Con ông Trần Văn Long, sinh năm 1958, hiện cư trú tại Son 50, Pangkapi, Bangkok, Thái Lan. Con bà Nguyễn Thị Nhung, sinh năm 1958, chết năm 2016,
tiền án tiền sự không, tạm giam từ ngày 14 tháng 7 2018. 4. Họ và tên Huỳnh Đức Thịnh, tên gọi khác không, sinh ngày 15 tháng 12 năm 1952 tại thành phố Hồ Chí Minh, quốc tịch Việt Nam, dân tộc Kinh, tôn giáo Phật giáo, nghề nghiệp buôn bán cây giống, nơi cư trú, đăng ký hộ khẩu thường trú tại 2/7 Bầu Cát, phường 14, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, nơi ở, ấp 2 xã Phú An, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Con ông Huỳnh Văn Lợi sinh năm 1924 đã chết, con bà Nguyễn Thị Ba sinh năm 1925 đã chết, vợ một Bùi Thị Thanh Phước sinh năm 1955, hiện đang định cư ở Hoa Kỳ, ly hôn năm 2003. Vợ hai Nguyễn Thị Huệ sinh năm 1962, thường trú tại 480/74 Nguyễn Tri Phương, phường 9, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ly hôn năm 2007. Vợ ba Nguyễn Thị Ngọc Phương sinh năm 1965, ngụ tại quận 8, thành phố Hồ Chí Minh, đã ly hôn năm 2016. Con Huỳnh Đức Thanh Bình sinh năm 1996, bị can cùng vụ án, tiền sự không, tạm giam từ ngày 24 tháng 7, 2018 đến ngày 22 tháng 10, 2018. Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn tạm giam bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hành vi nêu trên của Michael Nguyễn Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi đã cấu thành tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo quy định tại khoản 1, điều 109 Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hành vi nêu trên của Huỳnh Đức Thịnh đã cấu thành tội không tố giác tội phạm theo quy định tại khoản 1, điều 390 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Quá trình điều tra, các bị can có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bản thân chưa tiền án tiền sự nên được xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm 5 khoản 1, 2, điều 51 Bộ Luật Hình sự khi quyết định mức hình phạt. Điều 109, tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân. Người nào hoạt động, thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân thì bị phạt như sau. 1. Người tổ chức, người xúi dục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng thì bị phạt tù từ 12 năm tới 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Điều 390, tội không tố giác tội phạm. 1. Người nào biết rõ một trong các tội phạm quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 điều 14 của bộ luật này đang được chuẩn bị, hoặc một trong các tội phạm quy định tại điều 389 bộ luật này đang được thực hiện, hoặc đã được thực hiện mà không tố giác, nếu không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 điều 19 của bộ luật này thì phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Bởi các lẽ trên, quyết định truy tố ra trước Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xét xử đối với các bị can có lý lịch nêu trên, Nguyễn Michael Phương Minh, Huỳnh Đức Thanh Bình, Trần Long Phi về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo khoản 1, điều 109 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Huỳnh Đức Thịnh về tội không tố giác tội phạm theo khoản 1, điều 309 Bộ Luật Hình sự nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, kèm theo cáo trạng có hồ sơ vụ án gồm các tờ đã được đánh số thứ tự, biên bản giao nhận tang vật của Cục Thi hành án hình sự thành phố Hồ Chí Minh, nơi nhận Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao vụ 1, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố PC09, bị can và Lưu, ký tên viện trưởng, phó viện trưởng Nguyễn Thanh Sang.